Xin chào tất cả các bạn đang xem kênh Hóa học Online, kênh do Thạc sĩ Trần Ngọc Vũ, Đại học Sư phạm Hà Nội khóa 12 biên soạn, sáng tạo nội dung và trực tiếp ghi hình. Video hôm nay chúng ta sẽ giải bài tập liên quan đến dạng bài tập phương pháp tăng giảm khối lượng. Bài tập như trên màn hình, nhúng một thanh Fe nặng 112,00g vào 80ml dung dịch chứa CuNO3 2 lần 0,25m và AgNO3 0,25m. Sau một thời gian, lấy thanh Fe ra, rửa sạch, làm khô, cân nặng 113,72g. Giả sử các kim loại tạo thành đều bám hết vào thanh Fe, khối lượng Fe đã tham gia phản ứng là A. 1,20g, B. 1,40g, C. 2,18g, D. 5,12g. Như vậy, để làm tốt dạng bài tập này, chúng ta nên tìm kiếm lại video nói về lý thuyết phương pháp tăng giảm khối lượng. Video này nằm trong chuyên đề các phương pháp giải toán hóa học hoặc nằm trong danh sách phát lý thuyết phương pháp giải các dạng bài tập. Đầu tiên chúng ta tóm tắt bài tập này như sau. Đề bài cho thanh Fe nặng 112,00g. Nhúng vào dung dịch chứa 80ml CuNO3 2 lần 0,25m và AgNO3 0,25m. Sau một thời gian, lấy thanh Fe ra, rửa sạch làm khô, thì lúc này cân nặng 113,72g. Giả sử các kim loại tạo thành đều bám hết vào thanh Fe, vậy lúc này thanh Fe có các kim loại bám vào Cu, Ag. Rồi đề bài hỏi khối lượng Fe đã tham gia phản ứng là A, B, C hay là D, được chưa? Như vậy, ở đây chúng ta thấy ban đầu thanh Fe là 112,00g. Sau một thời gian thì cân nặng là 113,72g. Như vậy ở đây có sự tăng khối lượng ha. Chúng ta tính cái độ tăng khối lượng luôn đi. Delta M tăng là bao nhiêu? 113,72 trừ 112,00 chính là 1,72g. Như vậy cái thanh Fe tăng 1,72g. Còn hai cái số mol của CuNO3 2 lần và AgNO3 2 lần chúng ta chuyển đổi đi, chuyển đổi qua số mol luôn đi ha. 80ml nồng độ 0,25m, như vậy số mol của nó là 0,02 mol. AgNO3 cũng vậy, 0,02 mol. Rồi, đối với bài tập này thì chúng ta ôn lại một xíu về dãy điện hóa ha. Ở đây chúng ta thấy là gì? Nhúng thanh Fe vào cái dung dịch này thì chúng ta xuất hiện ba cái cặp oxy hóa khử này. Thứ nhất là Fe 2 cộng trên Fe là 1. Thứ hai là Cu 2 cộng trên Cu là 2. Thứ ba là Ag cộng trên Ag là 3. Như vậy theo thứ tự trong dãy điện hóa thì Fe 2 cộng trên Fe xếp trước, sau đó đến Cu 2 cộng trên Cu và cuối cùng là Ag cộng trên Ag. Trong dãy điện hóa thì chúng ta biết từ trái sang phải thì tính oxy hóa tăng. Còn ngược lại, từ phải sang trái thì tính khử tăng. Và phản ứng xảy ra theo chiều là gì? Chất oxy hóa mạnh tác dụng với chất khử mạnh để tạo thành chất oxy hóa yếu và chất khử yếu hơn. Như vậy, xét theo thứ tự này
thì Ar cộng là có tính oxy hóa mạnh nhất và Fe là có tính khử mạnh nhất. Như vậy đầu tiên phản ứng nó xảy ra theo quy tắc alpha là gì? Fe tác dụng Ar cộng để tạo thành Fe2 cộng và Ar. Khi tác dụng xong với Ar cộng rồi thì mới tới là gì? Fe tác dụng với lại Cu2 cộng tạo thành Fe2 cộng và Cu, đúng không? Đây, đầu tiên à. Đấy, Fe tác dụng với Ar cộng để tạo thành Fe2 cộng và Ar. Rồi, sau đó là mới tới cái phản ứng này. Phản ứng giữa Fe với lại Cu2 cộng. Fe tác dụng Cu2 cộng tạo thành Fe2 cộng và Cu. Đấy, thứ tự nó xảy ra như vậy. Được chưa? Rồi, bây giờ chúng ta áp dụng vào bài tập này. Thì đầu tiên xảy ra phản ứng là gì? Fe tác dụng với Ar cộng tạo thành là gì? Fe2 cộng cộng Ar. Chúng ta cân bằng. Được chưa? Hay chúng ta có thể viết dạng phần tử chính là gì? Fe tác dụng với lại AgNO3 tạo thành là gì? FeNO3 hai lần cộng Ar hai hai. Được chưa? Đấy, như vậy phản ứng này xảy ra, đề bài cho là gì? Cái số mol của AgNO3 là 0.02 mol, thì chúng ta đặt cái số mol AgNO3 vào đây xem thử cái lượng Fe tham gia là bao nhiêu và Ar là bao nhiêu, để coi thử cái tăng khối lượng của cái phản ứng này là bao nhiêu. Được chưa? Như vậy Fe ở đây chính là 0.01 mol và sinh ra Ar là 0.02 mol. Cái độ tăng khối lượng của cái phản ứng thứ nhất là số mol của Ar 0.02 nhân khối lượng mol của nó 108 trừ số mol của Fe 0.01 nhân khối lượng mol 56 sẽ bằng 1.60 gram. Được chưa? Đây, khi Fe phản ứng hết với Ar cộng 0.02 mol thì độ tăng khối lượng là 1.60 gram. Được chưa? Nhưng mà đề bài cho là gì? Độ tăng khối lượng là 1.72 gram. Như vậy còn xảy ra tiếp cái phản ứng thứ hai nữa giữa Fe và Cu2 cộng tạo thành Fe2 cộng và Cu, đúng chưa? Như vậy tiếp tục xảy ra phản ứng thứ hai. Sau đó xảy ra phản ứng thứ hai là Fe tác dụng với Cu2 cộng để tạo thành Fe2 cộng và Cu. Hãy viết ra dạng phân tử là gì? Fe tác dụng với CuNO3 hai lần tạo thành là gì? FeNO3 hai lần và Cu. Rồi, đối với phản ứng này thì cái độ tăng khối lượng còn lại là bao nhiêu? Đề bài cho tăng 1.72 gam là tổng cộng. Ở phản ứng thứ nhất thì đã tăng là nhiêu? 1.60 gam rồi. Như vậy thì ở phản ứng thứ hai này chỉ còn tăng lại là 0.12 gram. Đấy, độ tăng khối lượng là 0.12 gram cho cái phản ứng thứ hai này. Như vậy, nếu chúng ta gọi X là số mol của Fe tham gia ở đây, thì số mol Cu sinh ra đây là bao nhiêu? X mol. Được chưa? Như vậy, cái độ tăng khối lượng là 0.12 mol thì chúng ta có là gì? 64 X trừ 56 X sẽ bằng 0.12. Được chưa? Từ đây chúng ta tính được X chính là bằng 0.015 mol. X ở đây chính là cái số mol Fe tham gia phản ứng này. Và ở phản ứng thứ nhất nó tham gia 0.01 mol nữa. Như vậy tổng lượng Fe đã tham gia phản ứng là bao nhiêu? Số mol Fe tham gia phản ứng là bằng
0.01 cộng x chính là 0.015 bằng 0.025 mol. Và từ đó chúng ta tính được cái khối lượng Fe tham gia phản ứng là bao nhiêu? 0.025 nhân khối lượng mol 56 bằng 1.40 gam, và chúng ta chọn được cái đáp án B, được chưa? Đây, B 1.40 gam. Đấy, đây là lời giải cho bài tập này. Thì đối với bài tập này chúng ta cần chú ý là gì? Khi nhúng thanh Fe vào dung dịch hai muối này thì xảy ra phản ứng nào trước, phản ứng nào sau? Thế thì muốn biết xảy ra phản ứng nào trước, phản ứng nào sau thì chúng ta phải dựa vào cái thứ tự sắp xếp của các cặp oxy hóa cự trong dãy điện hóa. Và trong dãy điện hóa này thì chiều hướng diễn biến của phản ứng là gì? Chất khử mạnh phải tác dụng với chất oxy hóa mạnh để tạo thành chất khử yếu và chất oxy hóa yếu hơn. Thì đầu tiên Fe phải tác dụng với Ar cộng nha. Xảy ra phản ứng này trước. Như vậy thì khi xảy ra phản ứng này với 0.02 mol Ar cộng thì Fe tham gia là 0.01 mol. Và độ tăng khối lượng lúc này là 1.60 gam. Nhưng mà đề bài cho là gì? Độ tăng khối lượng là 1.72 gam. Như vậy vẫn còn xảy ra tiếp phản ứng thứ hai là Fe tác dụng với CO2 cộng để tạo thành Fe2 cộng và CO cặp này. Hai cặp này. Được chưa? Và lúc này cái độ tăng khối lượng ở phản ứng phía dưới là 0.12 gam. Đối với 0.12 gam tăng khối lượng này thì nếu ta gọi x là cái số mol Fe tham gia phản ứng thì chúng ta có phương trình liên hệ là gì? 64x, tức là khối lượng của CO tạo thành trừ khối lượng của Fe tham gia bằng 0.12. Và từ đó chúng ta tính được x bằng 0.015 mol. Ở phản ứng này thì nó chỉ tham gia là một lượng 0.015 mol mà thôi. Từ đó chúng ta tính được cái khối lượng Fe tham gia hai phản ứng là 1.40 gam. Được chưa? Đấy. Xin cảm ơn các bạn đã xem video này. Nếu thấy nội dung này hay và bổ ích, các bạn hãy bấm like và share. Đồng thời, nhấn nút đăng ký và bật chuông thông báo để nhận được những video mới nhất của chúng tôi. Hãy tham gia để lại những ý kiến bình luận, góp ý của các bạn, để chúng ta cùng nhau xây dựng kênh này thành một nền tảng học trực tuyến miễn phí và chất lượng nhất Việt Nam. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở các video tiếp theo.